Chào mừng quý anh chị đến với Serila, thương hiệu thiết bị nhà bếp đồng bộ số 1 Việt Nam. Cảm ơn quý anh chị đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Serila cho căn bếp của gia đình mình. Và bây giờ hãy cùng anh Toàn trải nghiệm sử dụng chiếc máy hút mùi SV90K4 này nhé. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng làm quen với các phím điều khiển ở trên này, trên bảng điều khiển này. Như các anh chị có thể thấy, trên bảng điều khiển này chúng ta có thể thấy các phím này. Đây là phím on. Và bên cạnh phím on có một cái, đây là một cái cảm biến chuyển động. Tiếp theo đây là ba chế độ quạt của chiếc máy hút mùi này, từ thấp, trung bình đến cao. Tiếp theo đó là màn hình này là màn hình hiển thị các cái chức năng của chiếc máy hút mùi này. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có ba cái nút này. Đầu tiên nút power, đây là nút nguồn của chiếc máy hút mùi 90K4 này. Tiếp theo đây là nút đèn. Và đây là các cái chế độ hẹn giờ, đặt giờ và làm sạch của chiếc máy. Và cuối cùng, đây là biểu tượng off này, đây là chế độ tắt. Và cái mắt thần bên cạnh này, đây là cái cảm biến chuyển động của chiếc máy SV90K4. Rồi, đầu tiên để có thể mở chiếc máy này lên, chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên đó là chúng ta chuyển động bàn tay. Chúng ta vẫy tay từ trái sang phải, giống như em vào. Là chiếc máy hút mùi sẽ tự động mở lên. Và để tắt đi, chúng ta vẫy tay ngược lại. Và hai cái chiếc mắt thần này đóng vai trò là hai cảm biến chuyển động. Khi chúng ta vẫy tay qua lại thì nó tương ứng với mở và tắt máy. Và cách thứ hai để mở máy thì chúng ta có thể ấn nút nguồn, nút power ở đây. Đó. Rất đơn giản không các anh chị. Và để tắt đi, chúng ta ấn lại gần nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai cách để lựa chọn các cái tốc độ của chiếc máy này. Cách đầu tiên là chúng ta sử dụng chuyển động. Đầu tiên mở máy lên. Để tăng tốc độ chúng ta quay một lần nữa. Tăng tốc độ tiếp chúng ta quay tiếp một lần nữa. Và để giảm tốc độ trở lại cái chế độ tốc độ thấp nhất chúng ta lại quay. Và chúng ta cứ vẫy như này là chúng ta lựa chọn các chế độ quạt khi máy đang chạy. Rồi, và để tắt đi chúng ta vẫy tay ngược lại. Khi máy đang chạy như thế này, chúng ta trên bảng điều khiển chúng ta có thể thấy các cái đèn đang sáng, bao gồm các cái thông số. Thứ nhất đó là cái khối lượng của không khí được hút lên. Ở chế độ nhỏ nhất này thì là 20 m³ trên 1 giây. Ở chế độ mạnh hơn thì là 23 m³ trên 1 giây. Và chế độ mạnh nhất thì là 25 m³. Tiếp theo chúng ta có thể thấy biểu tượng 30 độ C. 30 độ C chính là cái nhiệt độ ở trong chiếc máy này khi nó hút không khí, hút khói lên. Rồi, tiếp theo chúng ta có thể thấy ở đây đó là cái đồng hồ. Đồng hồ này thì là đồng hồ thực tế, nó thay cho cái đồng hồ mà chúng ta hay xem giờ để trong căn bếp và để chủ động trong việc nấu nướng và biết giờ, mà không cần phải xem đồng hồ thì chúng ta có thể sử dụng đồng hồ trên chiếc máy hút mùi này. Và để cài đặt chiếc đồng hồ trên máy hút mùi này, chúng ta sẽ tắt bếp đi. Ở chế độ tắt như này, chúng ta ấn vào nút set ở đây. Khi đồng hồ này nó nhấp nháy thì lúc chúng ta cài đặt giờ cho chiếc máy hút mùi này. Ở nút fast là chúng ta tăng và nút slow có nghĩa là chúng ta giảm. Được rồi, chúng ta sẽ chỉnh như này. Khi các cái thanh khi đồng hồ này nó di chuyển thì là chúng ta đang lựa chọn giờ. Ví dụ giờ hiện tại của em Toàn là 9:15 thì chúng ta sẽ ấn 9 giờ. Tiếp theo để cài đặt phút thì chúng ta ấn một lần nữa. Chúng ta cài đặt phút. Rồi. Và để kết thúc chúng ta ấn một lần nữa. Như vậy bây giờ đang là 9:15, tương ứng với giờ hiện tại. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một chế độ nữa ở trên chiếc máy này. Đó là chế độ làm sạch cái lưới lọc. Ở chế độ này thì chúng ta phải bật máy lên.
Khi bật máy lên để có được chế độ làm sạch thì chúng ta sẽ ấn vào nút này. Rồi khi mà cái đèn nhấp nháy và chúng ta thấy được biểu tượng độ C đang ở đây thì có nghĩa là chức năng làm sạch đang hoạt động. Và chức năng này nó sẽ làm nóng cái bầu bên trong của chiếc máy này lên đến 100 độ C và tất cả những cái mỡ hay là những cái chất bẩn nó sẽ bị tan ra và nó chảy xuống cái khay này để chúng ta vệ sinh. Còn các cái khói và chúng nó sẽ tự động hút lên trên. Thì đây là chức năng làm sạch ưu việt của chiếc máy SV90K4 mà các dòng máy khác nó không có được. Bình thường ở các dòng máy khác chúng ta sẽ phải tháo lấy lọc ra và chúng ta vệ sinh. Thì riêng dòng máy 90K4 này thì nó sẽ tự động làm sạch bằng việc là sử dụng nhiệt độ làm tan chảy mỡ thừa khi bị hút lên hay là cạnh cặn bẩn và nó sẽ chảy xuống dưới này. Rất dễ để vệ sinh. Và tắt chế độ này đi thì chúng ta chỉ ấn một lần nữa là chế độ này sẽ được tắt. Vâng, việc sử dụng chiếc máy SV90K4 này cũng rất đơn giản với các anh chị. Chúng ta có các chế độ rảnh tay như thế này thì chúng ta sẽ không phải chạm vào máy, dẫn đến là cái mặt kính này luôn luôn sạch. Đó, đơn giản. Các chị lưu ý là để mà vẫy tay mà nó mở hay tắt được thì bàn tay của chúng ta nó phải đưa qua cái cảm biến này, ví dụ như anh Tần này. Đấy, nếu mà chúng ta vẫy tay thấp quá, bàn tay nó không đi qua cảm biến này thì chiếc máy nó sẽ không mở, ví dụ như ở dưới này. Đấy là chiếc máy nó sẽ không mở. Tay cao quá trên này nó cũng không mở. Bàn tay chúng ta nó phải đi qua cảm biến này. Rồi, ở chiếc máy này cũng có chức năng đó là tắt cảm biến đi. Thì để tắt cảm biến đi chúng ta sẽ giữ ở nút power này. Khi đèn power nhấp nháy thì chức năng cảm biến nó sẽ bị tắt đi, coi là chúng ta không thể vẫy tay để mở hoặc tắt được. Và để mở lại chức năng cảm biến chúng ta lại ấn lại nữa vào nút power này. Đó, khi một tiếng tinh vang lên có nghĩa là chức năng cảm biến hoạt động lại bình thường. Và em cảm đã hướng dẫn các anh chị sử dụng chiếc máy SV90K4. Đây là một sản phẩm rất là tiện lợi và có một thiết kế rất hiện đại, phù hợp với các căn bếp của các gia đình. Chúc các anh chị có những giây phút vui vẻ trong căn bếp của gia đình mình.